chuyên mục 24 giờ chuyển động trong phần đầu của 24 giờ chuyển động tiểu mục nóng trên mặt báo với đối thoại về vấn đề khi căn hộ cao cấp đã mua bổn nhân viên và pháp luật cần phải xử lý như thế nào học thử thách sinh tồn trên mạng cậu bé rủ ba bạn đạp xe từ Cần Thơ lên Bình Dương đi tìm mẹ sân vận động di động đầu tiên tại World Cup Thuyết Vân và Phú Khánh xin gửi lời chào mừng và cảm ơn đến quý thính giả đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúng ta vừa điểm qua một vài sự việc câu chuyện nổi bật đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là vấn đề liên quan đến căn biệt thự đã mua bỗng dưng vi phạm pháp luật. Chủ đề này được chúng tôi đặt ra sau khi có thông tin Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai hủy văn bản công nhận 752 căn thuộc dự án Aqua City ở xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa đủ điều kiện mở bán. Sự việc đang gây xung xao dư luận về liên quan đến quyền lợi của nhiều khách hàng đã đặt mua các căn biệt thự đắt tiền đó. Và để rộng đường dư luận chương trình ngày hôm nay, còn có sự tham gia của một vị khách mời quen thuộc. Anh sẽ giúp chúng tôi giải đáp nhiều thắc mắc xoay quanh sự kiện này. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cuộc đối thoại đặc biệt này nha. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Ngay sau đây là các thông tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua nóng. Thưa quý thính giả, tình trạng bạo lực học đường không phải là vấn đề mới, song thời gian gần đây, tình trạng này xảy ra liên tục hơn, có chiều hướng gia tăng trong các trường học và bộc lộ tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. Mới đây là vụ việc xảy ra tại Quảng Ninh, hai nhóm nam sinh sau giờ học hẹn nhau ra quán cà phê ở phường Bãi Trái, thành phố Hạ Long để giải quyết mâu thuẫn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nhóm học sinh hỗn chiến đang học lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong lúc cự cãi, hai nhóm kéo nhau ra trước quán cà phê, một nam sinh bị đánh hội đồng. Thấy vậy, bạn của nam sinh này đã lao vào can ngăn thì tiếp tục bị đánh. Các học sinh dùng nón bảo hiểm, ghế sắt để đánh nhau, khiến một em chảy máu đầu phải đi sơ cứu tại trung tâm y tế. Đến lúc nhân viên quán cà phê và người dân can ngăn thì vụ hỗn chiến mới dừng lại. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Thị Khuyên cho hay, nhà trường sẽ nắm bắt thông tin vụ việc, đồng thời kiểm tra xem học sinh nào tham gia vụ đánh nhau để có hình thức xử lý. Ngày 18 tháng 11, ông Phạm Hữu Bình, hiệu trưởng trường iSchool Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có báo cáo lên Sở Giáo dục Đào tạo về việc hàng chục học sinh của trường nghi bị cộ độc thực phẩm. Hiện tình trạng sức khỏe của các học sinh ổn định, chưa có trường hợp nặng. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Khánh Hòa, tối 17 tháng 11 có một vụ ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang. Trên 800 em bán trú tại trường sau khi ăn trưa các món cánh gà chiên, gà lục xé, canh thịt heo, thì tới 17 giờ chiều cùng ngày có các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt. Đến 23 giờ tối cùng ngày vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa có 43 học sinh. Bệnh viện 22 tháng 12 có 32 học sinh. Bệnh viện Vimec Nha Trang có 20 học sinh và Bệnh viện Sài Gòn Nha Trang có 26 học sinh. Tính đến 8 giờ sáng 18 tháng 11, cả 4 bệnh viện này đang điều trị cho khoảng 123 học sinh trường iSchool Nha Trang. Hiện tình trạng sức khỏe các học sinh ổn định, chưa có trường hợp nặng. Ông Lê Đình Thường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, iSchool Nha Trang là trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học. Ông Thuần cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo sở đã yêu cầu nhà trường phối hợp tích cực với cha mẹ học sinh, các cơ sở y tế để chăm sóc điều trị học sinh bị ngộ độc. Tiểu mục Nóng trên mặt báo Thưa quý thính giả, một dự án bất động sản nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây, giá chào bán của các căn biệt thự trong dự án được cho là rất cao. Quá thật là như vậy, thưa thính giả. Theo lời giới thiệu ở trang web thì Aqua City được xem là nơi có không gian sống xa xỉ cho giới thượng lưu. Tuy nhiên, mức giá lại vô cùng hợp lý, chỉ dao động từ 11,7 tỷ một căn biệt thự nằm tại phía đông cửa ngõ thành phố Sài Gòn đó là giá thấp nhất, còn cao nhất thì đến 27 tỷ đồng một căn như thông tin tham khảo từ trang web. Kính thưa quý thính giả, thông tin chúng tôi vừa chia sẻ là phần mở đầu bất đắc dĩ cho một sự việc đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Đó là hơn 750 căn biệt thự thuộc dự án đô thị Aqua City mà chúng tôi vừa đề cập đã bị Sở Xây dựng Đồng Nai hủy công nhận đủ điều kiện mở bán dù nhà đã hoàn thiện, sắp ban giao và khách mua gần hết. Vậy thì quyền lợi của người mua những căn biệt thự đó phải giải quyết sao đây? Liệu người mua có bị mất tiền cọc hay không? Hay là tính hợp pháp của những căn biệt thự đó không còn sao? Những câu hỏi tương tự như vậy đã được dư luận đặt ra, trong đó có không ít người là khách mua và vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm sẽ được luật sư Phan Hòa Nhật đến từ Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp cặn kẽ trong cuộc đối thoại sau đây cùng với trúc Giang mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trúc Giang xin chào luật sư Phan Hòa Nhật. À, cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với chương trình 24 giờ chuyển động à, Xin chào Giang, à, xin chào quý vị à, Thưa luật sư, mới đây thì giám đốc sở xây dựng tỉnh Đồng Nai à, Hồ Văn Hà đã ký ban hành văn bản hủy công nhận 752 căn biệt thự thuộc dự án Aqua City của NovaLand đủ điều kiện bán Và ở cái góc độ pháp lý thì luật sư có thể giải thích rõ chuyện này là như thế nào? Theo tôi á, thì cái việc quỷ đối với cái điều kiện mà được bán đối với 752 căn hộ này thì tại thời điểm hiện tại là đúng theo quy định pháp luật bởi lẽ là vì sao tại vì là về mặt hồi tố về thời gian khúc trước thì dự án Novaland này đây là một cái dự án mà khi là tiến hành chào mua đó thì là một cái loại dự án gọi là sẽ hình thành các cái tài sản trong tương lai mà theo quy định của khoảng 1 điều 56 À, luật kinh doanh bất động sản thì à, khi à, thực hiện các dự án như thế này thì chủ đầu tư phải thực hiện một cái thủ tục bắt buộc đó là thủ tục bảo lãnh ngân hàng thì cái việc mà để là bảo lãnh ngân hàng đó thì để đảm bảo cho quyền lợi của người mua là hàng đầu đi để, để đảm bảo về tiến độ nè để đảm bảo về tính khả thi của dự án nè cho nên pháp luật Việt Nam mới đặt ra cái quy định là bắt buộc phải có cái thủ tục bảo lãnh ngân hàng như vậy thì tại cái thời điểm đó thì lại công phía công ty đó lại không đảm bảo cái việc này Yeah. Đó, chính vì vậy xét thấy cho tới và thậm chí là cho tới thời điểm hiện nay, thì cái thủ tục này thì vẫn chưa có hoàn thiện. Mặc dù thì cái tài sản cũng đã hình thành rồi, nhưng nói về mặt pháp lý thì những gì mà pháp luật bắt buộc phải làm thì phải đảm bảo. Như vậy thì dự án không được bảo lãnh của ngân hàng tức là chủ đầu tư đã phạm luật khi mà bán trong khi vẫn chưa đủ điều kiện cho phép. À, vậy có thể nói là 752 căn biệt thự này À, hiện tại đã mất đi cái tính pháp lý có đúng hay không ạ? À? Và những khách hàng mà họ đã đặt cọc mua những cái căn hộ này thì họ sẽ phải chịu những cái thiệt thòi gì thưa luật sư? À thì theo quan điểm của cá nhân tôi thì nếu mà nói về cái việc là 752 căn hộ này mà nó mất hoàn toàn cái tính pháp lý á thì cũng chưa có đúng. Cái việc mà Ờ, giám đốc sở xây dựng là ký cái văn bản như vậy là để đảm bảo rằng là, là pháp luật phải được thực thi, phải được tôn trọng trong cái là và đây không phải là chỉ một câu chuyện của, của của ngày hôm nay mà còn những cái câu chuyện khác nữa phải đảm bảo rằng là các cái nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư nhất là kinh doanh bất động sản phải đảm bảo các quy định pháp luật mà gọi là mang tính bắt buộc thì phải thực hiện thôi. Cho nên cái việc mà quỹ đó là cái chuyện phải cần thiết rồi. Tuy nhiên À, thì vẫn có các cái giải pháp để giải quyết cái số phận của 752 căn hộ này chứ mình nói bây giờ nó thực tế cái dự án nó cũng đã à, theo như tôi biết thì nó cũng đã gần hoàn thành rồi cũng đã có rất nhiều người mua rồi à, mà nếu mà triệt tiêu cái tính pháp lý nó tức là không thể bán không thể mua luôn đó thì thì cái việc này nó sẽ trở nên là là bế tắc à. À, việc này là không được à, tôi phải khẳng định lại một lần nữa thì à, đối với cái việc mà à, đã không tôn trọng pháp luật thì có sai thì phải sửa phải nhìn nhận cái việc đó. Nhưng cái số phận pháp lý của 752 căn hộ này cũng phải có giải pháp để đảm bảo được cái quyền lợi cao nhất của những người đã bỏ tiền ra mua. À chứ chúng ta không thể nào là do những cái sai phạm đó mình triệt tiêu đi cái cái cái, cái, cái số phận pháp lý của nó cũng như là quyền lợi của người mua được. Như luật sư Phan Hà Nhật có nói, chúng ta cũng phải có một cái giải pháp nào đó để đảm bảo quyền lợi cho những người đã mua 752 căn hộ này. Và Trúc Giang cũng có đọc được một bài viết ở trên báo điện tử Vinnew. À, thông tin rằng là phía Novaland cho biết à, công ty sẽ cam kết đảm bảo nghĩa vụ à, bảo lãnh cho từng khách hàng tại dự án và họ khẳng định rằng là có thể bàn giao kịp tiến độ đã cam kết với lại khách hàng. Như vậy thì theo luật sư, những cái điều này có giải quyết được các rủi ro sau khi chủ đầu tư đã phạm luật hay không ạ? À, thì à, đối với những cái tuyên bố của Novaland xung quanh với cái câu chuyện này á thì à, tôi nhận thấy rằng á thì thứ nhất là phải cũng khẳng định rằng á, là Uh, có những cái phản hồi uh, ngay sau khi có những cái sự cố xảy ra thì cũng thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của Novaland uh, đối với khách hàng. Uh, tuy nhiên thì chúng ta cũng không có cũng phải có một cái nhìn nhận là uh, cũng không có chỉ có những cái tuyên bố xuông như vậy mà là phải có những cái giải pháp. Tại vì bây giờ cụ thể là uh, đã có những cái biện pháp pháp lý mà trực tiếp, uh, cụ thể là đã có cái quyết định của giám đốc sở xây dựng rồi, yeah. thì chúng ta cũng phải có những cái động thái nào để đảm bảo rằng là cái dự án đó sẽ được mở bao mua mở bán để cam để cam kết với khách hàng tức là ý tôi muốn nói ở đây Novaland phải có những cái biện pháp à, là Bằng phải những cái hành là cụ thể. làm việc phải phối hợp với cái cơ quan nhà nước đặt ra những cái câu chuyện giải pháp để giải quyết chứ không phải là có những cái tuyên bố đơn phương như để vậy mà trong Trấn An khi thôi đúng không à, trong khi là là, là là đã có cái văn bản của cơ quan nhà nước là đối với cái uh, việc là Quỷ các cái văn bản công nhận điều kiện mở mua mở bán. đó dạ. à, cho nên là chúng ta phải có novaland phải có những cái hành động là thiết thực hơn thay vì những cái tuyên bố như vậy. À, thưa luật sư cũng có ý kiến cho rằng là trong trường hợp này mặc dù à, chưa có ngân hàng bảo chứng nhưng mà nhà đầu tư à, đã chứng minh rằng là mình đủ năng lực tài chính để mà hoàn thành tốt dự án. Vậy thì chúng ta có nên khuyến khích và tạo điều kiện cho bên chủ đầu tư và có một số ý kiến cho rằng luật chỉ nên áp dụng hạn chế với những cái trường hợp là chủ đầu tư không đáp ứng được năng lực và cũng không có ngân hàng nào bảo chứng cả. Thì theo như ý kiến của luật sư, luật sư suy nghĩ như thế nào về cái quan điểm này? À, thì theo quy định của pháp luật như tôi có có chia sẻ lúc đầu đó là việc bắt buộc phải thực hiện việc bảo lãnh ngân hàng đối với các cái dự án mà sẽ hình thành các tài sản trong tương lai thì việc này tại sao pháp luật lại quy định như vậy ở đó là một cái góc độ là để bảo vệ cái quyền lợi của người mua cũng như đảm bảo được cái tiến độ cũng như tính khả thi của dự án vì vậy là đó là một cái việc bắt buộc và xuất phát từ là để đảm bảo quyền lợi cho kẻ yếu thế trong à. đây tức là bên bên mua đó chính vì vậy mà cái việc mà do cái sự kiện này mà chúng ta đặt lại một cái vấn đề đi ngược lại là có thể là chúng ta sẽ giãn ra mở ra cho việc mà không cần phải bảo lãnh ngân hàng nếu mà chủ đầu tư có khả năng tài chính như vậy thì chúng ta lại đi ngược lại dưới cái tiến bộ của pháp luật rồi dạ. pháp luật đặt ra như vậy để để bảo vệ quyền lợi cho người mua và có lý do à, và có hả? lý do cái việc ở đây vấn đề là novaland trong thời điểm đó thì tại làm sao đó, phải quay lại mà lại không đảm bảo được cái câu chuyện đó mình phải vấn đề là cá biệt của của cái dự án này chứ không phải là vì cái việc đó mà chúng ta lại đi ngược lại và bỏ cái quy định về việc là bắt buộc bảo lãnh ngân này như vậy thì về phía những khách hàng họ đã đặt cọc mua những cái căn biệt thự này thì thời điểm này cần phải làm gì ạ? đầu tiên là phải bình tĩnh nha <cười> 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 phải hết sức bình tĩnh tôi một cái lời khuyên chân thành đối với cái nhóm khách hàng này là phải hết sức bình tĩnh Tại vì à, cái việc mà các cái quyền lợi của mình khi mà đã chứng minh rằng cái việc mà à, gọi là đã thanh toán đó, tức là những cái chứng từ về việc thanh toán rồi các cái hợp đồng mà hứa mua hứa bán vân vân á thì đó là những cái cơ sở pháp lý để đảm bảo được cái quyền lợi cho cái người mua. Bởi vì sao? Bởi vì cái tài sản cụ thể là các căn biệt thự cũng đã hình thành rồi. Đó, thì thế nào cũng sẽ có những cái giải pháp pháp lý à, để giải quyết để đảm bảo được cái quyền lợi cao nhất cho người mua thôi cho nên là tôi khuyên là bình tĩnh à. Còn việc phải làm gì đó là phải trong cái câu chuyện này thì trước mắt thì mình cũng thấy rồi quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng đã xác định rằng là không có đủ điều kiện mua bán Vì vậy thì các cái cái người mua đó phải có những cái buổi làm việc trao đổi với chủ đầu tư cái công ty về những cái hướng giải pháp cũng như là À, bản thân à, của những cái à, người mua này phải là phải thường xuyên à, là coi như là quan tâm đối với cái cái chuỗi pháp lý trong câu chuyện này như vậy thì à, qua cái câu chuyện này luật sư phan hoàng nhược có lời khuyên gì à, gửi đến cho những người có ý định mua căn biệt thự hay là căn hộ cao cấp họ cần phải làm những cái gì để tránh tình huống tương tự và làm thế nào để mà người mua biết được à, đâu là cái dự án đã được bảo lãnh tài chính để mà họ tránh gặp phải những cái rủi ro như trường hợp này À, thì đối với câu hỏi vừa rồi thì tôi khuyên người dân là nên người mua nên phải bình tĩnh. Còn đối với câu hỏi này thì tôi sẽ khuyên những người có dự định là đầu tư vào các cái dự án căn hộ cao cấp như thế này á là phải tìm hiểu. À, tìm hiểu ở đây đó là tìm hiểu về tính pháp lý của dự án. Thì Theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản đã bắt buộc rồi. Thì đối với các thông tin của dự án phải được công khai trên các cổng thông tin điện tử của dự án nè, của công ty rồi là tại nơi thực hiện dự án để cho những cái người mà có ý định đầu tư chúng ta sẽ có thể tìm hiểu được các thông tin về như là khả năng thực thi nè rồi về tiến độ nè khả năng tài chính nè về cái việc mà ngân hàng có bảo lãnh đối với dự án này không vân vân để làm gì để chúng ta có thể là có những cái quyết định nó có căn cứ có cơ sở mặc dù là cũng đã có nhiều cái dự án đã diễn ra không vui rồi, nhưng cũng là chúng ta là cũng thiếu cái sự tìm hiểu để có những cái biện pháp mà gọi là đối phó được những cái tình huống như thế này. Vâng thưa quý vị bảo lãnh bảo chứng dự án chính là điều kiện tiên quyết để nhằm bảo vệ cho quyền lợi của người mua và sở dĩ điều kiện này không tự nhiên được sinh ra để làm khó cho chủ đầu tư đâu ạ à. mà nó được đặt ra bởi vì trước đó đã có quá nhiều chủ đầu tư vi phạm hợp đồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua đó là cái lý và cái lý này nó đã tạo thành luật vâng thượng tôn pháp luật là trách nhiệm của mọi người trong xã hội luật chính là ánh sáng chiếu rọi cho ranh giới đúng sai trong một mối quan hệ cụ thể ạ à. Và trong câu chuyện này thì bên cạnh tính pháp lý chắc chắn rằng là các cơ quan chức năng cũng như là về phía chủ đầu tư Novaland sẽ có những cái giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng đã bỏ tiền ra mua 752 căn biệt thự này đúng không ạ? Một lần nữa Trúc Giang chân thành cảm ơn luật sư Phan Hòa Nhật đã dành thời gian quý báo của mình để đến tham gia cùng với chương trình 24 giờ chuyển động. À, xin cảm ơn Giang, à, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Cảm ơn MC Trúc Giang và luật sư Phan Hòa Nhật qua cuộc đối thoại rất hữu ích vừa rồi thì chúng ta có thể rút ra một bài học đó là việc lấy những gì tốt đẹp hiện tại để bảo vệ cho việc làm sai trong quá khứ là không phù hợp nếu tạo tiền lệ thì e là còn xuất hiện nhiều những trường hợp tương tự một khi mà phát sinh hệ lụy thì người mua nhà sẽ gánh hậu quả cơ quan chức năng mà ở đây là Sở Xây dựng Đồng Nai đã làm đúng phận sự trách nhiệm của mình để đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân, để bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, phòng ngừa, tạo ra tiền lệ xấu cho thị trường. Cứ như vậy thì mới có môi trường trong sạch để đảm bảo không phát sinh hậu quả xấu cho người mua cũng như các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Và thưa quý thính giả đến đây thì chúng tôi sẽ được phép khép lại nội dung này của tiểu mục nóng trên mặt báo. Tiếp tục chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý trong tiểu mục Đông Tây Chuyển Động. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý thính giả, mới đây bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, một bệnh nhân nam 38 tuổi đã chết não, hiến những phần cơ thể còn chức năng để cứu được 6 người khác, trong đó phần da được các bác sĩ ghép thành công, trở thành ca ghép da thành công đầu tiên từ người hiến chết não ở Việt Nam. Trước đó, ngày 11 tháng 10, sau khi nhận được thông tin hiến tạng từ mẹ của một bệnh nhân nam 38 tuổi bị chết não, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, bệnh viện Chợ Rẫy đã nhanh chóng tiến hành nhận và tiến hành thực hiện các ca phẫu thuật để ghép tạng cho các bệnh nhân. Theo chia sẻ từ gia đình người hiến tạng cho biết, trước khi gặp tai nạn rơi vào tình trạng nguy kịch chết não, ước muốn cuối cùng của nam bệnh nhân là có thể chia sẻ những phần cơ thể còn có chức năng để cứu các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác nén nỗi đau, mẹ cùng vợ của nam bệnh nhân đã cùng nhau thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bệnh nhân. Trong giây phút vào phòng bệnh để gặp con trai lần cuối, người mẹ già liên tục gục khóc nức nở, nói lời từ biệt với con trai của mình. Theo đó, quả tim, hai quả thận, hai giác mạc của người hiến đã được ghép cho 5 trường hợp, còn phần da được ghép cho nam thanh niên 27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, bị bỏng nặng phần lớn diện tích của cơ thể. Sau ca ghép, các bệnh nhân đều hồi phục tốt. Chàng trai ghép da xuất viện vào tuần thứ hai. Hai bệnh nhân ghép thận và hai người ghép giác mạc đều ra viện trong vòng một tuần. Bệnh nhân ghép tim do tình trạng nặng hơn vừa xuất viện vào chiều ngày 16 tháng 11. Sau hơn 4 tuần nằm viện, với chức năng cơ tim đã hồi phục hoàn toàn một cách ngoạn mục. Năm 2010, Việt Nam bắt đầu triển khai ghép tạng từ người hiến chết não. Theo Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, mỗi năm cả nước vận động được khoảng 10 người chết não hiến tặng mô tạng. Từ nguồn hiến này, hơn 400 người được ghép phổi, gan, thận, tim, giác mạc trong hơn chục năm qua. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý thính giả, câu chuyện về cậu bé 11 tuổi ở Sóc Trăng rủ ba bạn đạp xe đi tìm mẹ ở Bình Dương, mang theo nhiều vật dụng do học theo thử thách sinh tồn trên mạng đang gây xôn xao cộng đồng. May mắn là cả bốn em đã được đưa về nhà an toàn. Theo đó, anh Nguyễn Trọng Hiếu, 26 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đội trưởng đội cứu nạn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết, các thành viên trong đội đã tìm được và đưa bốn em nhỏ về nhà an toàn. Đây cũng là bốn em được gia đình cầu cứu gây xôn xao cộng đồng mạng. 等。嗯 Vì nhớ mẹ đi làm xa ở Bình Dương, một học sinh 11 tuổi ở Sóc Trăng đã quyết định đi tìm mẹ và rủ thêm ba bạn đi chung. Học theo thử thách sinh tồn trên mạng xã hội, bốn em mang theo hành trang gồm bật lửa, cần câu, bùng mền và chỉ đem theo 50.000 đồng bỏ túi. Các em cùng nhau đi sau giờ tăng học ngày 16 tháng 11. Sau khi tiếp nhận thông tin, các thành viên đội cứu nạn giao thông thành phố Cần Thơ lái xe đi tìm kiếm đến tận Vĩnh Long vẫn không thấy. Sau đó nhận được tin báo gặp các em ở đoạn cầu Cái Sâu thuộc phường Phú Thứ quận Cái Răng, Cần Thơ, các thành viên quay trở lại và phát hiện các em đang ngồi nghỉ bên lề đường. Được biết, gia đình của bốn em phải huy động hàng xóm, họ hàng và báo cáo công an khu vực để tìm kiếm bởi vì sợ nguy hiểm xảy đến. Khi đội cứu nạn giao thông thành phố Cần Thơ đến đón các em ở đoạn cầu Cái Sâu, gia đình khi xem livestream cũng chạy đến tận nơi. Lúc đó, các em nhỏ đã chạy được hơn 40 km. Đội cứu nạn giao thông thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ chở xe đạp và cùng gia đình đưa bốn em về địa phương, được lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông sóc trăng trên địa bàn, chờ sẵn để đón về nhà. Thưa quý thính giả, giải bóng đá vô địch thế giới World Cup là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và thu hút đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Đến hẹn lại lên, mỗi mùa World Cup, người đàn ông 62 tuổi ở Bắc Tràng, Hà Nội lại sản xuất ra hàng ngàn chiếc cúp vàng thế giới bằng thạch cao với tỷ lệ 1-1 đưa đến tay người hâm mộ bóng đá trong suốt 8 năm qua. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng khám phá ông ấy đã làm điều đó như thế nào. Ông Vương Hồng Nhật, chủ cơ sở gốm xứ Nhật Nga, Bắc Tràng, bắt đầu làm cúp vàng thạch cao từ quân cúp 2014. Ban đầu xuất phát từ niềm đam mê bóng đá, sau này thấy mọi người hưởng ứng công nghệ mới quyết định làm số lượng lớn để bán thương mại. Ban đầu ông Nhật gọt dũa, tạo nguyên mẫu, sau đó tạo phôi và đúc khuôn bằng nguyên liệu thạch cao. Năm nay, xưởng của ông mua hơn 1 tấn thạch cao để làm ra khoảng 5.000 thành phẩm cúp vàng. Sau đó, thành phẩm được sửa lại hình dáng bằng dao thủ công và cuối cùng mang đi phơi nắng 3 ngày mới có được hình dáng chuẩn. Cúp vàng bằng thạch cao có đường kính lớn nhất là 14 cm, cao 36,5 cm. Sau khi phơi khô, thành phẩm được phủ lớp sơn trong màu trắng, lớp sơn ngoài màu vàng, cuối cùng là phủ lớp sơn bóng bên ngoài. Giá bán lẻ của mỗi chiếc cúp vàng bản 11 bằng thạch cao sau khi hoàn thiện tại xưởng là 70.000 đồng một chiếc. Phần tin quốc tế đáng chú ý sẽ tiếp tục chương trình. Thưa quý tín giả, khi trái bóng còn chưa lăn, chủ nhà Qatar đã làm nên lịch sử tại World Cup 2022 với việc xây dựng sân vận động di động đầu tiên trên thế giới, thể hiện cam kết về tính bền vững và thiết kế táo bạo. Đó chính là sân vận động 974, công trình có 102 tại các kỳ World Cup với thiết kế mô đun bằng container có thể tháo rời và vận chuyển đi nơi khác. Sân vận động 974 được lắp ghép hoàn toàn bằng container tái chế và thép mô Như tên gọi, tổng cộng 974 container đã được sử dụng cho công trình. Một số trong đó chưa các tiện nghi như phòng chờ, phòng thay đồ và vệ sinh, quầy bán đồ ăn và nước uống. Ngoài ra, con số 974 cũng là mã vùng của Qatar. Sân vận động 974 được khởi công vào ngày 1 tháng 11 năm 2019 trên khu đất rộng 450.000 m2 bên một bờ sông ở phía đông nam thủ đô Đô Hà. Sân vận động có sức chứa 40.000 chỗ ngồi này sẽ là nơi diễn ra 7 trận đấu tại World Cup 2022. Sau khi sự kiện kết thúc, nó sẽ được tháo dỡ và giải phóng mặt bằng, biến 974 trở thành sân vận động tạm thời đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup. Các thành phần của công trình có thể được tái sử dụng trong những dự án thể thao khác bên ngoài Qatar. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động. Tiểu mục cà phê không đường, hàng lậu và dân lận thương mại bùng phát dịp cuối năm. Tiểu mục chuyện ngày mới, tuyệt kỹ rang gạo 21 cấp độ màu làm tranh giá chục triệu mỗi bức của người đàn ông ở Hà Nội. Tiểu mục Cà phê không đường Thưa quý thính giả, hoạt động sản xuất thương mại đang vào mùa để phục vụ thị trường dịp Tết. Thế nhưng, đây cũng là dịp để các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển tuôn hàng giả hàng kém chất lượng ra thị trường. Để thấy rõ vấn đề, mời quý thính giả cùng đến với phản ánh sau đây tại thành phố Đà Nẵng. Phương tiện vận chuyển 187 kiện hàng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ và bị lực lượng chức năng phát hiện tại km 15 đường nhánh Nam Hải Vân. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng hóa gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, hàng điện tử đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo ghi nhận trong thời điểm này, hàng lậu không chỉ được tập kết tại các kho mà còn được vận chuyển qua các kênh thương mại điện tử để tuồn ra thị trường nhằm qua mặt cơ quan chức năng với các thủ đoạn như hàng quà biếu quà tặng qua các đường chuyển phát nhanh và thương mại điện tử thì những kiện hàng như thế được các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại tuồn vào thị trường đà nẵng và kho hàng thì mới được đội cảnh sát kinh tế công quận liên chiểu phát hiện xử lý và tạm giữ theo quy định theo lực lượng cảnh sát kinh tế giai đoạn trước tết nguyên đáng số vụ việc vi phạm về gian lận thương mại sẽ tăng cao do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng để góp phần kiểm soát hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, công tác kiểm soát được tăng cường, trong đó tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng, hàng điện tử. Đại úy Ngô Ngọc Châu, phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng cho biết. Có cái khó khăn là bây giờ là cái chế độ hóa đơn chứng từ để mà hợp thức hóa các loại hàng hóa mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu. Đó, thì lực lượng chức năng cũng sử dụng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với là các cơ quan chức năng ban ngành có việc kiểm soát hàng hóa trên địa bàn phố trong đợt này các đơn vị liên quan cũng triển khai kế hoạch đợt cao điểm tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện các vụ vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại đặc biệt công tác kiểm soát tại các tuyến đường tránh khu vực cửa ngõ ra vào thành phố cũng sẽ được chú trọng hơn thiếu tá đặng ngọc tài phó trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông hòa hiệp công an thành phố đà nẵng chia sẻ các đối tượng các phương tiện là lợi dụng vào thời tiết mưa gió và ban đêm là vận chuyển hàng là vào đi đi ngang qua đèo và đi vào hầm vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và các loại hàng hóa khác chuẩn bị cho thị trường tết thì thời điểm này hoạt động kinh doanh bắt đầu vào mùa sôi động nhất trong năm do đó việc tăng cường kiểm soát hàng hóa của lực lượng chức năng sẽ góp phần giúp minh bạch thị trường cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Tiếp theo chương trình là phần tin nóng được chúng tôi cập nhật, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Ngày 18 tháng 11, công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến hai người thương vong. Ban đầu xác định chiều ngày 17 tháng 11, nhóm khoảng 6 thanh niên quê Quảng Bình và Nghệ An tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở hẻm 131 đường số 6 phường Linh Xuân, tới tối thì kéo nhau qua thành phố Dĩ An Bình Dương để hát karaoke, rồi xảy ra xích mích dẫn đến sự việc đau lòng trên. Qua truy xét và điều tra ban đầu công an xác định vào tối 17 tháng 11, quan chưa rõ lai lịch, đậu Hải Ba, Võ Long Nhật Hoàng Đức Ba, Phạm Văn Hùng, Phạm Tiến Dũng, tuổi từ 22 đến 30 cùng quê Quảng Bình, tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ trên đường số 6, vườn Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Trong quá trình nhậu, Quang và Nhật xảy ra mâu thuẫn và được mọi người can ngăn. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cuối cùng ngày cả nhóm ra về, lúc này Quang điều khiển xe máy đi trước và dựng xe, cầm vật nhọn đứng đợi tại đường số 6, phường Linh Xuân. Khi Tiến Dũng và Nhật đi xe máy tới, thì Quang dùng vật nhọn tấn công vào ngực và hông của Dũng. Lúc này Hùng chạy tới, Quang tiếp tục đâm vào lưng Hùng. Hùng bỏ chạy thì gục ngã và tử vong. Đến trưa 18 tháng 11, Dũng đã được các bác sĩ phẫu thuật và đang tiếp tục cấp cứu tại bệnh viện chợ sảy. Tiếp tục lại là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến việc học sinh sử dụng phương tiện dàn hàng 2, hàng 3 trên đường, phóng nhanh vượt ẩu, dẫn đến tai nạn hết sức đáng tiếc. Theo camera an ninh ghi lại được, một nhóm học sinh không đội nón bảo hiểm đã dàn hàng 3 với tốc độ cao. Khi vượt chưa qua hết xe tải thì bất ngờ phần đường đối diện có một ô tô con đi tới và xảy ra va chạm. Cả người và xe bị hất bay lên không trung và được người dân đưa đi cấp cứu sau va chạm các phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Mặc dù công tác tuyên truyền giáo dục về ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông tại các trường học đã được chú trọng đẩy mạnh trong nhiều năm qua, nhưng việc vi phạm gây ra tai nạn giao thông đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên vẫn để lại nhiều nhức nhối. Qua đây, công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông tại các nhà trường vẫn cần phải được tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hơn nữa bằng nhiều hình thức phong phú trực quan để nâng cao ý thức tham gia giao thông của các em học sinh. Bên cạnh đó là sự quan tâm của các bậc phụ huynh đến việc đi lại của con em mình, nhất là đừng nên giao xe gắn máy cho con em mình điều khiển khi chưa đủ điều kiện. Tiểu mục chuyện ngày mới. Thưa quý thính giả, với niềm đam mê hội họa và tình yêu quê hương, ông Nguyễn Tất Chiến ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã sử dụng chất liệu kỹ thuật độc đáo là hạt gạo sang để tạo nên những bức tranh nghệ thuật Đặc biệt hơn là ông Chiến có khả năng rang gạo 21 cấp độ màu để làm tranh, giá lên tới chục triệu đồng mỗi bức. Tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý thính giả cùng khám phá tuyệt kỹ rang được 21 tông màu từ hạt gạo và chiêm ngưỡng bức tranh nghệ thuật vô cùng đẹp mắt. Không phải sơn mài hay màu nước, bức tranh được làm thủ công tạo nên từ những hạt gạo rang với nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi bức tranh có giá từ 3 đến 12 triệu đồng, có những bức tranh lên tới 15 đến 17 triệu đồng, như bức Thuận Bườm Xu Gió, Tùng Cúc Trúc Mai. Người biến gạo rang thành chất liệu hội hòa độc đáo, thổi hồn dân tộc vào các tác phẩm là ông Nguyễn Tất Chiến ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ông đã làm công việc này suốt 7 năm qua. Ông Nguyễn Tất Chiến, nghệ nhân làm tranh gạo rang huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết nói về cái hạt gạo này thì mình cảm thấy nó rất là gần gũi với người Việt mình. cái thứ hai nữa là mình cảm thấy nó sáng tác được một bức tranh bằng cái gạo rang này thì nó rất là độc đáo, nó có một cái gì đó khi mà mình làm lên một tác phẩm cảm thấy nó rất là ấm áp, nó không cũng như là các cái thể loại khác nên là mình mới thiên về cái này và cứ mê với mãi về cái này đó. Theo ông Chiến, để sáng tạo một bức tranh gạo rang mất từ 2 đến 10 ngày tùy theo họa tiết và độ lớn. Công đoạn đầu tiên cần lựa chọn loại gạo dài, mỹ đều, khi rang phải để lửa nhỏ đảo đều tay, canh thời gian để gạo lên màu ưng ý. Tiếp theo, ông phát thảo bối cảnh bằng bút chì rồi khéo léo gắn từng hạt gạo phù hợp với những màu sáng tối. Bước cuối cùng là sơn thêm hóa chất để đảm bảo tranh có tuổi thọ lâu bền, chống mối mọt. Ông Nguyễn Tất Chiến, nghệ nhân làm tranh gạo rang ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết thêm. Nhiều người thích tranh gạo rang vì nó có những nét đặc sắc, quá trình làm tốn nhiều công sức. Theo ông Chiến, dòng tranh này khá kén người chơi. Thế nhưng, nhiều người khi cảm nhận được sự kiên trì, công phu của người nghệ sĩ, sẵn sàng bỏ hàng chục triệu để mua một bức tranh gạo rang. Nhiều người thích tranh gạo rang vì nó có những nét đặc sắc, quá trình làm tốn nhiều công sức nên giá từ 5 đến 15 triệu bội bức hoàn toàn xứng đáng. Rất nhiều nhà nghệ thuật, người ta có thể bỏ giá cao hơn để mua những bức tranh như thế. Người thợ làm ra sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Theo ông Chiến, dòng tranh này khá kén người chơi, thế nhưng nhiều người khi cảm nhận được sự kiên trì công phu của người nghệ sĩ thì sẵn sàng bỏ ra chục triệu để mua một bức tranh gạo rang để làm ra một bức tranh gạo là cả quá trình kỳ công tỉ mỉ của người thợ qua đó chúng ta thấy rằng tranh gạo đặt tính chất tự nhiên lên hàng đầu nên không được sử dụng màu nhợm đó cũng chính là lợi thế khiến cho tranh gạo rang có sức hút lạ kỳ với những người đã trót yêu mến nó và thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động kỳ hôm nay cũng đã khép lại. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ Phú Khánh cùng với Thiết Vân xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.